này thiện hiện đại bồ tát ấy khi an trụ thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo thì đối với thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo này, người an trụ, lý do của sự an trụ này và chỗ tu an trụ còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc này, người tu hành, lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ thì đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ này, người tu hành lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, khi tu hành tất cả pháp môn Tam Ma địa, tất cả pháp môn Đà La ni thì đối với tất cả pháp môn Tam Ma địa, tất cả pháp môn Đà La ni này, người tu hành lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô hướng là quán hữu này thiện hiện. Đại Bồ Tát ấy khi tu hành pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì đối với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này, người tu hành, lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô huống là quán hữu này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông thì đối với năm loại mắt sáu phép thần thông này người tu hành lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô huống là quán hữu này thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Thì đối với mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng này, người tu hành, lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô, huống là quán hữu này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả thì đối với pháp không quên mất tánh luôn luôn xả này người tu hành lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô huống là quán hữu này thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đối với trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này người tu hành lý do của sự tu hành này và chỗ tu hành còn chẳng quán vô huống là quán hữu này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, khi tùy chứng đắc trí nhất thiết trí, thì đối với trí nhất thiết trí này, người tùy chứng đắc lý do sự tùy chứng đắc này và chỗ tùy chứng đắc còn chẳng quán vô huống là quán hữu. Vì sao thiện hiện? Vì Đại Bồ Tát ấy thường nghĩ thế này, các pháp đều lấy vô tánh làm tánh vô tánh ấy bản tánh như thế chẳng phải phật tạo ra chẳng phải độc giác tạo ra chẳng phải thanh văn tạo ra cũng chẳng phải ai khác tạo ra vì tất cả pháp đều không có tác giả lìa tác giả